thưa Quốc hội, tôi cơ bản nhất trí với cái bản dự thảo đã được tiếp thu chỉnh sửa, giải trình, và những vấn đề tôi quan tâm như vấn đề bảo hiểm, vấn đề rút tiền thì tôi đồng tình rất cao với đại biểu Hòa Đoàn Đồng Tháp đã phân tích. Về vấn đề vị trí các cái chủ thể thì tôi cũng nhất trí như đại biểu Thúy ở Tây Ninh cũng đã phát biểu trước tôi. Tôi xin tham gia về cái vấn đề nóng trong cái dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đó là xử lý các cái tổ chức tín dụng yếu kém. Chúng ta đều biết rằng tổ chức tín dụng là bản chất những đình chế trung gian về tài chính thực hiện kinh doanh dựa trên niềm tin của khách hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm nhiều loại hình, trong đó chỉ có loại hình ngân hàng thương mại mới có thể được thực hiện tất cả các cái hoạt động ngân hàng, bao gồm việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên, các cái nghiệp vụ nhận tiền gửi và cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản và các cái hoạt động kinh doanh khác theo luật định nhằm mục tiêu lợi nhuận, theo đó mới có cái mức độ ảnh hưởng lớn tới cái tính an toàn của hệ thống. Các cái loại hình tổ chức tín dụng còn lại đều bị giới hạn ở những cái mức độ khác nhau về phạm vi và quy mô và đối tượng và loại nghiệp vụ được phép kinh doanh, theo đó là cái mức độ rủi ro được chấp nhận. Và tương ứng với mỗi cái loại hình thì sẽ có các cái mức độ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu khác nhau về quản trị, điều hành. Hiển nhiên đối với ngân hàng thương mại sẽ ở cái cấp độ cao nhất và khắt khe nhất. Điều này có nghĩa gần như chỉ cái loại hình ngân hàng thương mại bỏ qua những cái ngân hàng quá nhỏ mới có cái khả năng gây nên các cái vấn đề hoảng loạn hay tháo chạy ngân hàng và đe dọa rủi ro lan truyền, làm mất an toàn hệ thống. Mà những cái vấn đề như vậy chủ yếu nảy sinh từ những cái nguyên nhân khách quan như điều kiện kinh doanh tiền tệ bất ngờ thay đổi, xuất hiện các cái cú sốc tiêu cực, môi trường vĩ mô bất ổn hay niềm tin bị lung lay, gây ra những cái tin đồn nguy hại. Bên cạnh những cái nguyên nhân chủ quan phổ biến là cái sự cố tinh vi hình vi phạm của giới sở hữu quản lý điều hành ngân hàng về các cái quy định, các cái tỷ lệ an toàn hoạt động đến cái mức gây hậu quả đáng kể. Từ đó mới bắt buộc dẫn tới các cái đòi hỏi can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt và biện pháp hạn chế, biện pháp hỗ trợ xử lý trường hợp ngân hàng bị rút tiền hàng loạt vay cho vay đặc biệt được đề cập tại các cái điều từ 156 đến 194 thuộc cái chương 9, 10 và 11 dự thảo luật đang bàn thảo. Tất nhiên logic của cái vấn đề này đúng với cái điều kiện các cái cơ chế hay cái chương trình như ba lớp phòng thủ, giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ, bảo hiểm tiền gửi công khai và bảo hiểm tiền gửi ngầm định, giám sát cẩn trọng vĩ mô và giám sát an toàn vĩ mô được triển khai nghiêm túc, thực chất phát huy được cái hiệu quả. Và hàm ý muốn nói là những cái sự cố nghiêm trọng kiểu như sự kiện ngân hàng thương mại cổ phần SCB mới đây lẽ ra rất khó xảy ra, và khi xảy ra hệ lụy đáng ra không tiêu cực đến như vậy và tổn thất không lớn đến như vậy. Điều này càng đúng với các cái loại hình tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng thương mại, xét dưới cái giác độ mức độ quan trọng đối với an toàn của hệ thống. Và khi có những cái sự cố như vậy xảy ra thì thông lệ quốc tế tốt cũng như những cái bài học kinh nghiệm đắt giá của Việt Nam đúc rút được đều chỉ ra rằng ngân hàng nhà nước với tư cách là ngân hàng trung ương của Việt Nam nên được trao quyền nhiều hơn, mạnh hơn để có thể phản ứng xử lý nhanh nhạy hiệu quả trước các cái sự cố ngân hàng nhằm giảm thiểu cái thiệt hại và ngăn chặn cái nguy cơ mất an toàn của hệ thống. Tất nhiên trong cái bối cảnh hiện nay, quan điểm này có thể khiến một số đại biểu quan ngại và một bộ phận công chúng lo lắng. Vấn đề nằm ở chỗ mối tương quan tất yếu giữa cái cực quyền tự chủ với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Hai cái cực còn lại giúp tạo nên cái uy tín, danh tiếng cho ngân hàng nhà nước chưa được thiết lập một cách cân bằng. Với cái quan điểm có tính dài hạn với cái chủ đề, tôi xin trao đổi thêm như vậy. Và đặc biệt cái bản dự thảo luật mới nhất được cập nhật chiều qua là 14 tháng 1 đã cầu thị và nghiêm túc tiếp thu và chỉnh lý sửa đổi, cơ bản đáp ứng được cái yêu cầu, cho nên tôi nhất trí với cái dự thảo. Xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.